Video này được tài trợ bởi nhà cái DK8. Nhà cái uy tín hàng đầu với trò chơi đa dạng. Khuyến mại 100% giá trị nạp cho lần nạp đầu tiên. Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin buổi sáng hàng ngày của Góc Arsenal. Bây giờ, hãy cùng chúng mình điểm lại những chuyển động thú vị của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ đã qua. Nhớ like, share và subscribe anh em nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Vào tháng 1 năm nay, Arsenal đã chia tay với rất nhiều cầu thủ. Theo đó thì Aubameyang, Kolasinac, Callum Chambers, Paulo Mari đều lần lượt rời khỏi Emirates, có đó để được thi đấu nhiều hơn. Không như Alba, Kolasinac và Chambers, Mari vẫn còn cơ hội trở lại Arsenal thi đấu khi chỉ đấu quân cho Udinese theo dạng cho mượn. Cầu thủ sinh năm 93 khởi đầu khá tốt trong màu áo Arsenal khi mới gia nhập cách đây 2 năm. Có thời điểm anh còn trở thành cầu thủ không thể thay thế của pháo thủ ở trung tâm hàng thủ. Tuy nhiên, những chấn thương đã khiến Mari không còn duy trì được sự ổn định nữa. Vừa tới Serie A, Paulo Mari đã có trận ra mắt Udinese. Anh chơi tốt trong chiến thắng 2-0 của đội nhà trước Torino. Phát biểu sau trận đấu, cầu thủ 28 tuổi đã chia sẻ về việc rời Arsenal. "Đó là một quyết định khó khăn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chia tay sân Emirates. Tôi nghĩ mình đã nỗ lực hết sức mỗi khi được ra sân ở Arsenal. Tinh thần và thái độ thi đấu chưa bao giờ là bị nghi ngờ cả. Sau cùng sẽ tới một thời điểm mà bạn phải đưa ra các quyết định. Tôi đã quyết định sẽ rời Emirates một khoảng thời gian, sau đó sẽ trở lại đây để cạnh tranh vị trí đá chính. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với Mikel Arteta. Ông ấy đưa ra cho tôi những lời khuyên bổ ích. Arteta là một trong số huấn luyện viên giỏi nhất mà tôi từng có. Chất lý của ông ấy khá giống Pep Guardiola, nhưng tất nhiên vẫn có những điểm riêng." Theo chia sẻ mới đây của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, pháo thủ ở thời điểm hiện tại vẫn dành sự quan tâm tới Renato Sanchez, một mục tiêu mà họ đã theo đuổi từ lâu. Trên The Golaro, Romano chia sẻ: "Arsenal vẫn chưa có cuộc đàm phán chính thức nào với Renato, với người đại diện của anh ấy hoặc là với Lille. Nhưng mùa hè năm ngoái, Arsenal, Barca và Liverpool là ba câu lạc bộ quan tâm nghiêm túc tới Renato Sanchez. Vì vậy tôi hiểu họ vẫn giữ cậu ta trong danh sách chuyển nhượng của mình. Sanchez là mẫu cầu thủ đủ khả năng và có thể nằm trong kế hoạch dài hạn của bất kỳ đội bóng nào. Hiện tại Arsenal vẫn đang quan tâm, nhưng giữ im lặng và chưa tiến hành đàm phán." Trang TPR Football đưa tin, vào tháng 11 năm 2021, Arsenal đã nỗ lực bán đi một vài cầu thủ trong đội hình để có thể đáp ứng mức giá 46 triệu bảng của Sanchez được Lille đưa ra. Tuy nhiên, đã không có bất kỳ động thái nào được tiến hành ở trong tháng riêng, và The Gunner vẫn phải tiếp tục chờ. Kể từ sau khi Aubameyang bị Arteta cho bật bãi, cầu thủ người Brazil thường xuyên được trọng dụng, và gần như ngay lập tức, Martellani đã cho thấy tầm ảnh hưởng của anh. Chính những màn trình diễn tới từ cựu tài năng của Ituano đã giúp pháo thủ giành lấy một vị trí lên top 4. Và dù cho đã thi đấu xa sút trong tháng vừa qua, nhưng cá nhân Martellani vẫn để lại rất nhiều điểm sáng. Chia sẻ về lý do khiến bản thân thiếu ngày càng một năng nổ sau chấn thương, ngôi sao sinh năm 2001 cho biết: "Đó là vì bố tôi, ông ấy luôn nói rằng các cầu thủ bóng đá không chơi tốt nhất ở tất cả các trận đấu. Nhưng nếu con hoạt động chăm chỉ trong mỗi trận đấu, mọi người sẽ thấy rằng con muốn giành chiến thắng và chiến đấu vì người hâm mộ cũng như đội bóng. Câu hỏi này đã tiếp thêm động lực cho tôi." Sự tiến bộ tới từ ngôi sao người Brazil được ghi nhận bằng những con số thống kê. Sau 9 lần ra sân gần nhất, Martellani đã ghi được 4 bàn và 2 pha kiến tạo. Bên cạnh đó thì anh cũng vừa nhận giải thưởng là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Arsenal. Cách đây không lâu thì Jack Wilshere từng thừa nhận huấn luyện viên Arteta không có kế hoạch ký hợp đồng với mình. Tuy nhiên, theo quan điểm tới từ Kevin Cabro, chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể sẽ đổi ý và trao cho tiền vệ này một bản hợp đồng ngắn hạn cho tới cuối mùa. Trao đổi với Football Insider, cựu tiền đạo của Arsenal phát biểu: "Nếu dính một chấn thương, băng ghế dự bị của chúng ta có thể trông giống như là đang quảng cáo cho Mastercare. Đó có thể là những cầu thủ dự bị trẻ nhất từ trước tới nay. Một thời gian trước, tôi không thấy bất kỳ lợi ích nào ở Jack Wilshere. Nhưng bây giờ thì có. Tôi thấy cậu ấy có khả năng nhận được một bản hợp đồng ngắn hạn từ bây giờ tới cuối mùa giải. Wilshere là một cầu thủ tự do.
Thế nên họ có thể ký hợp đồng với cậu ấy bất cứ lúc nào mà họ muốn. Đó có thể là một nhân tố khác mà Arteta có thể tận dụng. Wilshere biết rõ về câu lạc bộ, có chất lượng và kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất. Spencer đang thi đấu rất lên chân trong màu áo của Nottingham Forest. Theo dạng cho mượn, Middlesbrough đã cho Nottingham Forest mượn Spencer vào mùa hè sau khi không thể để đi John và Brightstake. Thật khá bất ngờ khi Spencer đã chơi khá nịnh dưới thời của huấn luyện viên Stephen Cooper tại Nottingham Forest. Khi Cooper tiếp quản chiếc ghế của Chris Preston, Nottingham Forest đang ở dưới đáy của bảng xếp hạng. Nhưng giờ họ chỉ còn cách 2 điểm so với nhóm tranh vé vớt. Và Spencer là chìa khóa trong sự hồi sinh của câu lạc bộ. Ban đầu thì cầu thủ 21 tuổi này đã trở thành tâm điểm của sự quan tâm từ Arsenal, Southampton, Inter Milan và Roma. Trước khi hai cuộc đàm phán với Tottenham bị thất bại vào ngày chót của kỳ chuyển nhượng. Ngoài ra, Leeds United và Brentford được cho là cũng muốn có chữ ký của hậu vệ này. Các báo cáo cho biết, Middlesbrough định giá 12 triệu bảng cho Spencer và có thể ra đi vào cuối mùa. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, Arsenal được cho là đã rút lui trong thương vụ này. Lý do được đưa ra là Spencer có thể là không phù hợp với hệ thống thi đấu của pháo thủ. Football London giải thích rằng, với một Kieran Tierney hay tấn công ở cánh trái, họ cần một người giỏi phòng ngự ở cánh đối diện. Như vậy là phần điểm tin của chúng mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.